Bộ Y tế ngày 21 tháng 2 đã có hướng dẫn công tác phòng chống dịch COVID-19 khi tổ chức dạy học trực tiếp gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo đó, Bộ Y tế đã xây dựng bổ sung một số nội dung hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 trong trường học để tạo điều kiện thuận lợi cho cơ sở giáo dục khi tổ chức dạy học trực tiếp, cụ thể như sau. Bước 1, khi có trường hợp F0 báo ngay hiệu trưởng, ban chỉ đạo tổ an toàn phòng chống dịch COVID-19 của nhà trường, cán bộ y tế trường học hoặc ban chỉ đạo Tổ an toàn phòng chống dịch Covid-19 của nhà trường chuyển ngay trường hợp F0 xuống phòng cách ly tạm thời của trường học theo lối đi riêng đã được phân luồng. Bước 2, hiệu trưởng ban chỉ đạo tổ an toàn phòng chống dịch Covid-19 của nhà trường thông báo đồng thời ngay cho trạm y tế cấp xã hoặc cơ sở y tế đã được giao nhiệm vụ phân công hỗ trợ trường học trong công tác phòng chống dịch Covid-19 để ngay lập tức đến xử lý cùng. Bước 3, đối với lớp học có học sinh F0 giáo viên chủ nhiệm cho học sinh ngồi yên tại chỗ, cán bộ y tế trường học và ban chỉ đạo tổ an toàn phòng chống dịch COVID-19 của nhà trường, cán bộ y tế cấp xã tổ chức điều tra xác định các trường hợp F1 theo hướng dẫn của ngành y tế. Việc xác định trường hợp là F1 thực hiện theo công văn số 11042 BIT GP ngày 29 tháng 12 năm 2021 của Bộ Y tế về việc điều chỉnh định nghĩa ca bệnh COVID-19 cán bộ y tế trường học và ban chỉ đạo tổ an toàn phòng chống dịch COVID-19 của nhà trường. Cán bộ y tế cấp xã tổ chức xét nghiệm kháng nguyên nhanh ngay cho toàn bộ học sinh của lớp đó. Nếu trường hợp có kết quả xét nghiệm kháng nguyên nhanh dương tính với virus SARS-CoV-2 thì được xác định là F0 và xử lý theo quy định. Nếu không phải là F1 và kết quả xét nghiệm kháng nguyên nhanh âm tính cho những học sinh này đi học trở lại bình thường. Nếu lễ F1 và kết quả xét nghiệm kháng nguyên nhanh âm tính cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà nơi lưu trú 5 ngày và xét nghiệm RT-PCR hoặc kháng nguyên nhanh. Ngày thứ 5 đối với những học sinh đẹp 1 và tiêm đủ ít nhất 2 liều vaccine phòng COVID-19 được ghi trên giấy xác nhận đã tiêm vaccine COVID-19. Phần mềm ứng dụng sổ sức khỏe điện tử hoặc BC covid theo quy định. Liều cuối cùng tiêm trong thời gian ít nhất 14 ngày hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 3 tháng tính đến thời điểm được xác định là đối tượng F1, có giấy ra viện, giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19. Các trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 vào ngày thứ Năm được đi học trực tiếp trở lại. Nhà trường và phụ huynh học sinh tiếp tục theo dõi sức khỏe cho học sinh trong 5 ngày tiếp theo và hướng dẫn học sinh thực hiện thông điệp 5K cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà nơi lưu trú 7 ngày và xét nghiệm RT-PCR hoặc kháng nguyên nhanh ngày thứ Bảy đối với những học sinh lớp 1 và chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine phòng COVID-19. Các trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 vào ngày thứ Bảy được đi học trực tiếp trở lại. Nhà trường và phụ huynh học sinh tiếp tục theo dõi sức khỏe cho học sinh trong 3 ngày tiếp theo vẫn dẫn học sinh thực hiện thông điệp 5K. Bước 4. Đối với lớp có học sinh F0, sau khi xác định đối tượng lớp 1 cho học sinh không phải lớp 1 di chuyển sang lớp học dự phòng và khử khuẩn toàn bộ lớp học. Đối với học sinh các lớp học khác, nếu không có sự giao lưu tiếp xúc với F0 thì cho đi học bình thường. Nếu xác định có học sinh tiếp xúc gần F1 với trường hợp F0 thì tiến hành xét nghiệm kháng nguyên nhanh với trường hợp là F1 đó và xử lý F1 như bước 3.